Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thói quen sinh hoạt mà các vật dụng trong gia đình cũng ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Có những thứ chúng ta dùng trong bếp hàng ngày rất bình thường, tưởng chừng như hoàn toàn vô hại lại có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Dưới đây là danh sách các món đồ nhà bếp bạn cần lưu ý để hạn chế rủi ro bệnh tật. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Hộp đựng thức ăn bằng nhựa. Để sản xuất ra những chiếc hộp đựng thức ăn, các nhà sản xuất có thể thêm những hóa chất đặc biệt. Những chất hóa học này sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như có thể gây ra tác động vào não, làm trẻ chậm phát triển, tác dụng vào gan, gây viêm gan. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế sử dụng những hộp đựng thức ăn này. Bồn rửa bát. Nếu bạn để thực phẩm trong chậu rửa lâu dài sẽ tạo ra vùng sinh sản cho các vi khuẩn như trực khuẩn Salmonella và nhiều loài vi khuẩn khác. Hầu hết các loại Salmonella đều tác hại trực tiếp vào bao tử, khiến người bệnh đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa trong vài ngày. Vì vậy, bạn nên vệ sinh chậu rửa hàng ngày. Dụng cụ rửa bát. Những tấm lưới hay bọt biển rửa bát là nơi vi khuẩn tập trung nhiều nhất, dù có rửa sạch hàng ngày cũng không thể ngăn ngừa các mầm bệnh phát sinh. Để diệt khuẩn, bạn chỉ có thể cho vào lò vi sóng quay nóng hoặc có thể ngâm vào thuốc tẩy pha loãng trong vài phút để diệt hết vi khuẩn. Khăn bếp là một trong những nơi bẩn nhất trong nhà bếp vì nó tiếp xúc với nhiều thứ nhất, ngay cả trước khi bạn rửa tay và lại làm rẻ nhắc nồi. Nó có thể tiếp xúc với vi khuẩn và xâm nhập vào thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, gây các loại bệnh đường tiêu hóa. Vì vậy, chúng ta phải giặt khăn bếp thường xuyên và không nên sử dụng quá 3 tháng. Chảo chống dính. Để tạo nên chiếc chảo chống dính mọi gia đình đều dùng, nhà sản xuất đã dùng hóa chất hữu cơ Teflon chứa flo có tính chịu nhiệt và không kết dính. Teflon ở nhiệt độ bình thường thì không có hại gì, nhưng khi đốt nóng lên từ 300 đến 500 độ C thì hợp chất chống dính này sẽ tạo ra lớp khói có chứa các phức chất perfluorsobutylene, perfluorotaoic, axit PFOA và carbon chlorine là những chất độc gây tức ngực, khó thở. Thớt. Bạn nên luôn có hai chiếc thớt trong bếp, một chiếc dùng cho đồ sống và một chiếc dùng cho đồ chín. Bởi thịt sống có thể để lại những vi khuẩn nghiêm trọng. Nếu như thớt đã nứt hoặc có nhiều vết cắt thì bạn cũng nên bỏ nó đi, bởi vết nứt là nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn. Dụng cụ bằng nhôm đồng. Do có giá thành hợp lý, nồi chảo nhôm là lựa chọn khá phổ biến trong các nhà bếp. Tuy nhiên, người sử dụng đôi khi phải trả phí rất đắt bởi việc tiếp xúc với nhôm lâu ngày có thể dẫn tới bệnh Alzheimer, tự kỷ và một vài căn bệnh khác. Đặc biệt, những dụng cụ bằng nhôm không được tráng lớp chống oxy hóa bên ngoài dễ dàng giải phóng kim loại vào một số thực phẩm nhất định, bao gồm cả thực phẩm dầu axit, ví dụ như nước sốt cà chua và thực phẩm dầu kiềm, muối nở. Mặc dù đồ nấu bếp bằng nhôm thường được xem là tương đối an toàn và khó thẩm thấu kim loại, người tiêu dùng vẫn nên tránh sử dụng đồ nhôm không được tráng men. Nổi tiếng vì tính thẩm mỹ và độ dẫn nhiệt cao nên dụng cụ nấu bếp bằng đồng được các đầu bếp ưa chuộng. Nhưng cũng giống như nhôm, những thành phần có nồng độ axit cao có thể dẫn đến việc thẩm thấu kim loại đồng vào thực phẩm được nấu trong đó. Mặc dù đồng là khoáng chất cần thiết, nhưng dư đồng trong cơ thể sẽ gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như nhiễm độc gan, thần kinh hoặc tăng huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo.